Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ. Bây giờ cũng còn sớm các bạn khoảng 6 giờ tối mà thôi ở Việt Nam các bạn đã chính thức bước vào cuối tuần rồi và trước hết tuần hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và trước khi mà các bạn tận hưởng cuối tuần thì cũng dành thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin ở bậc ngày hôm nay với các bạn đầu tiên hết thì chúng ta có thể nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ rất là xanh ngày hôm nay chúng ta có ba chỉ số trong đó chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 700 điểm các bạn tăng 2.12% chúng ta có S&P 500 tăng 1.45% và Nasdaq tăng hơn 1% ngày hôm nay đương nhiên hôm nay là tối thứ sáu nên sẽ không có tài liệu liên quan tới pre market tại vì ngày mai chứng khoán đóng cửa nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được uh, thị trường chứng khoán hôm nay của hoa kỳ đó rất là tốt tại vì sao tại vì chúng ta đã có hai điều mà mọi người lo lắng đó coi như bây giờ đã ổn rồi điều đầu tiên đó chính là liên quan tới nợ trần các bạn thì thỏa thuận nợ trần tối ngày hôm qua đã được thông qua ở thượng viện luôn rồi và bây giờ đang ở trước mặt tổng thống Joe Biden để chờ được ký các bạn và tổng thống Joe Biden có ký hay là không thì chúng ta đã thấy được là đương nhiên rồi tổng thống Joe Biden đã nói là ông ta sẽ chuẩn bị ký cái dự luật thỏa thuận nợ trần vào ngày mai tại Hoa Kỳ ngày thứ bảy và lý do tại vì các bạn đã biết đây là một thỏa thuận mà ông ta đã đồng ý trước đây thì đương nhiên tổng thống Joe Biden cũng sẽ ký mà thôi thì đây coi như đã chấm dứt cái drama liên quan tới nợ trần <laughs> các bạn chúng ta cũng đã khá là mệt mỏi với cái đề tài này đây là một đề tài mà được nói tới rất là nhiều khắp nơi và trên channel này chúng ta cũng thường hay nói tới trong vòng mấy tuần qua Cuối cùng cũng coi như chấm dứt cho đến tháng 1 của năm 2025 các bạn Lúc đó chúng ta lại một lần nữa sẽ nói tới vấn đề liên quan tới nợ trần và đương nhiên đó cũng là cái thời điểm chúng ta đã trải qua Bitcoin Haven rồi Cho nên chúng ta thấy được là mọi thứ đó hầu như là nó cứ xoay quanh cái chu kỳ 4 năm của Bitcoin Không biết là không phải cái gì cũng như vậy Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là hầu như những thứ như là chúng ta nói tới là Fed giảm lãi suất Bắt đầu từ năm sau đó cũng là cái năm chúng ta có Bitcoin Haven Để chúng ta cũng thấy được là nợ chân Thì chúng ta sẽ không cần quan tâm đến cho đến tháng 1 năm 2025 Mọi thứ hầu như nó đều tiến tới năm 2024 và năm 2025 Sẽ là những năm rất là tốt Chúng ta hy vọng là như vậy Còn ngoại trừ việc nợ trần ra đó Còn có gì nữa khiến cho chứng khoán hôm nay lại xanh như vậy các bạn Thì chúng ta còn một thông tin nữa Đó chính là cái thông tin liên quan đến việc làm Và thật ra đó thông tin này Nếu như mà chúng ta có thông tin này Trả trở về khoảng chừng vài tháng trước tên Thì đây là thông tin rất là xấu Nhưng mà hôm nay lại là một thông tin khiến cho mọi người cảm thấy là an tâm hơn à, chúng ta nhìn thấy được là thất nghiệp của Hoa Kỳ đã, đã có rồi và chỉ số rất là thấp các bạn chỉ số phần trăm thất nghiệp cũng như là thường đã chia sẻ với các bạn cách đây một hai ngày đó là khả năng tăng nhưng mà tăng ít mà thôi các bạn tăng từ 3.5 lên 3.6 và 7 mà thôi và cuối cùng con số thật sự đó là 3.7 phần trăm cho tháng 5 Tuy là nếu chúng ta nhìn vào những cái đề tài trên báo chí họ nói là phần trăm thất nghiệp tăng từ 3.5 lên 3.7 đó thì đây là cái tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022 à, thì nghe như là quan trọng lắm các bạn nhưng mà không nghiêm trọng gì đâu đây vẫn là tỷ lệ thất nghiệp rất là thấp à, và chúng ta cũng đã từng nói tới là thất nghiệp mà dưới 4 đó coi như là thấp so với lịch sử của Hoa Kỳ rồi và quan trọng hơn đó là chúng ta nên hiểu là phần trăm thất nghiệp tuy là tăng lên một chút nhưng mà biên chế trong khu vực công và tư nhân đó tăng 339.000 việc làm trong tháng hang. tốt hơn nhiều so với ước tính của Dow Jones chỉ có 190.000 thôi các bạn. Thôi không biết là ai ở Dow Jones mà ra cái ước tính chỉ có 190.000 trong khi con số thật lên tới 339.000 việc làm. Biên chế này có nghĩa là cái số lượng tổng việc làm đó các bạn và đây là đánh dấu tháng thứ 29 liên tiếp tăng trưởng việc làm. Thì đèn nghĩa cái gì các bạn? Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy có hiểu tại sao mà chúng ta lại thấy có nhiều việc làm hơn nhưng mà phần trăm thất nghiệp lại tăng lên một ít như vậy thì hiểu đơn giản hơn là chúng ta thấy là thị trường việc làm đó đã lớn hơn có nhiều việc làm hơn nhưng mà đồng thời cũng có nhiều người đi kiếm việc làm hơn cho nên dẫn đến là cái số lượng người kiếm việc làm tăng lên cái sức làm cũng tăng nhưng mà cái số lượng tăng đó nó không có phải là một với một cho nên dẫn đến là sẽ có nhiều người thất nghiệp hơn một chút nhưng mà ngược lại đó tổng số lượng việc làm thì lại tăng lên trong hy vọng để các bạn hiểu cái sự khác biệt ở đây cho nên nhiều người khi đọc nó họ cảm thấy là con số này à, không hợp lý tại vì phần trăm thất nghiệp tăng lên nhưng mà lại nói là có nhiều việc làm hơn đơn giản tại vì thị trường việc làm đã lớn hơn và trước đây nếu chúng ta nghe cái thông tin này đã cách đây vài tháng thì sẽ là một cái thông tin rất là xấu các bạn tại vì lúc đó ai cũng lo lắng về Fed sẽ có thể tăng 0.5, 0.75 nhưng mà đợt này đó thì chúng ta thấy được là sau khi mà nghe những cái lời phát biểu gần đây của những quan chức của Fed chúng ta đã nói tới rất nhiều trên channel này thì hiện bây giờ hợp đồng tương lai của CME vẫn nhiên về là 74.7% là Fed sẽ ngưng tăng lãi suất cho cuộc họp tháng 6 này à, và vì lý do đó mọi người đã có thêm một chút xíu kỳ vọng các bạn tại vì mọi người rất lo lắng là cho đến lúc mà Fed ngưng tăng lãi suất hay là giảm lãi suất thì đã quá trễ à, lúc đó là đã đi vào một cái suy thoái tài chính rất là sâu rồi nhưng mà bây giờ đó với cái tình hình thất nghiệp vẫn thấp mà Fed đã đưa ra những cái dấu hiệu là sẽ ngưng tăng lãi suất trong cuộc họp trong vòng 2 tuần nữa thì rất là tốt các bạn hạ cánh an toàn vẫn có khả năng đó và khi mà chúng ta nhìn vào những cái ngành nghề nào mà vẫn đang tuyển dụng đó, chúng ta nhìn thấy được là đứng đầu vẫn là cái ngành nghề liên quan đến chăm sóc sức khỏe các bạn hầu như là mấy tháng gần đây đó những bệnh viện những cái nơi mà liên quan đến sức khỏe đó là nơi mà mướn người rất là nhiều kế đó nữa cái ngành mà mướn người nhiều trong tháng năm vừa qua chính là cái ngành mà dịch vụ chuyên nghiệp các bạn dịch vụ chuyên nghiệp là gì dịch vụ chuyên nghiệp đó chính là những ngành như là kế toán, kiểm toán à, chúng ta nói tới những ngành như là à, các bạn mướn luật sư vân vân thì những ngành đó thì vẫn mướn người nhưng mà cái này nó khác với lại những cái ngành liên quan tới tài chính các bạn tài chính thì nó nằm ở trong cái mục gọi là financial TVD thì à, cái số lượng người được mướn rất là thấp các bạn đương nhiên rồi lãi suất bây giờ vẫn đang rất là cao và ngành tài chính và ngành công nghệ là những ngành mà bị ảnh hưởng rất lớn liên quan tới lãi suất cái này chúng ta nói tới là dịch vụ chuyên nghiệp là khác nữa rồi cái ngành thứ ba mà mướn nhiều người đó chính là làm việc với chính phủ các bạn đó là ngành thứ ba ngành cuối cùng mà chúng ta biết mướn nhiều người đó trong vòng mấy tháng qua vẫn là cái ngành du lịch và giải trí các bạn đó là bốn ngành lớn mà vẫn đang mướn người hiện bây giờ và đương nhiên các bạn thấy được là với những thông tin này đó cũng hiểu tại sao mà ngày hôm nay chứng khoán lại xanh như vậy còn về dầu thì sao các bạn? Hợp đồng dầu thì mức là 71 đô 87 cent. Chúng ta cũng đã biết là cuối tuần này sẽ có một cái cuộc họp của cái nhóm OPEC Plus ở Vienna để chúng ta xem coi là có thông tin gì liên quan tới cắt giảm sản lượng dầu hay là không. Thôi nghĩ là không đâu các bạn, tại vì cắt giảm sản lượng dầu đó thực ra cũng không tốt đối với họ đâu và đối với lại giá cả của dầu đó hầu như cũng không có ảnh hưởng ở cái mức này các bạn. Còn về vàng thì sao? Vàng thì vẫn dưới 2.000 đô. Chúng ta thấy vàng hôm nay đó thì ngược lại lại giảm 1.56% các bạn ở mức là 1964 đô cho một ounce vàng Crypto thì sao các bạn? Crypto đó thì hôm nay chúng ta đã thấy được là có cái sự hồi phục nhẹ một chút nhưng mà chúng ta thấy giá thì cũng cơ đó mà thôi ở mức là 27.148 nói chung cũng không giờ là quá đặc biệt đâu. Khi mà chúng ta nhìn vào trong cái khoảng thời gian là 24 giờ qua đó thì chúng ta có thể thấy được là tổng số vốn hóa của thị trường tăng 1.8% và đó cũng là cái phần trăm cỡ như là cái sự tăng trưởng của BTC các bạn Giá của BTC tăng 1.5% so với ngày hôm qua Ether tăng 2% Những đồng lớn khác thì cũng tương tự vậy mà thôi Nhưng mà khi chúng ta nhìn tổng quát đó thì hôm nay là một ngày rất là xanh các bạn Chúng ta cũng có những đồng nhỏ hơn như là Hex tăng 15.4% Chúng ta có POS tăng 28.9% Và chúng ta có POSX tăng 29.9% Nhưng mà phần lớn ngày hôm nay các bạn thấy đó chính là màu xanh đã xuất hiện trở lại Nhưng mà nhưng mà các bạn đừng có quên là ngày mai là gì các bạn? Ngày mai đó đó chính là ngày 3 tháng 6 là cây ngày trăng tròn các bạn chúng ta một lần nữa lại đến trăng tròn à, chúng ta cũng đã biết là có một cái điều mà thú vị những người đã nhận ra được ở trên trading view đó có rất là nhiều những cái biểu đồ tương tự như vậy các bạn thấy được là trên màn hình mỗi một cái dấu chấm màu xanh đó chính là lúc mà trăng tròn những lúc mà cái có cái dấu chấm màu xám này đó chính là trăng khuyết các bạn thì đây là một cái mà chúng ta đã từng gọi là trăng tròn indicator mỗi lần mà chúng ta thấy giá đi về vào cái dùng chăn khuyết đó chính là lúc mua và chăn tròn là lúc bán các bạn. Cho nên ta hay nói là mua chăn khuyết, bán chăn tròn. Các bạn thấy được là trading crypto bây giờ đã chuyển qua thành hệ chiêm tinh luôn các bạn. Nhưng mà không phải lúc nào cũng như vậy. Có một người khác nữa lại chia sẻ đây là cái tài liệu được chia sẻ một tháng trước đây thì lại cho thấy được là trong vòng mấy tháng qua các bạn nếu như mà chúng ta nhìn vào cái thời điểm là khoảng chừng từ tháng 1 của năm nay cho tới bây giờ đó thì hiện tượng đã ngược lại chúng ta nhìn thấy được là những lúc mà chăn tròn đó từ đầu năm tới bây giờ thì lại cho thấy được là những lúc mà chúng ta có thể thấy giá cả tăng rồi sau đó khi mà đến chăn quyết đó thì chúng ta đã thấy được giá cả giảm xuống ngược lại so với những lịch sử trước đây các bạn đây là một cái biểu đồ của lịch sử dài hơn thì có phải chúng ta sẽ có một cái sự tăng hay là giảm khi mà ngày mai chúng ta có một cái ngày trăng tròn hay là không? Thì các bạn được hỏi thuận, thôi chưa đến người bán trăng mà thôi. <laughs> Nó dễ thôi các bạn, chứ trăng tròn thì cũng DCA, trăng khuyết thì cũng DCA và ngày không có trăng thì cũng DCA luôn các bạn. Thậm chí mặt trời lên cũng cũng DCA luôn. <laughs> Rồi, à, chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay. Đầu tiên hết, á, chúng ta lại thấy thêm một cái dự luật liên quan đến crypto nữa và đây là dự luật được đưa ra bởi dân biểu Patrick McHenry và Glenn Thompson thì dân biểu patrick henry đó chính là cái uh, chủ tịch của ủy ban ở hạ viện liên quan tới uh, tài chính các bạn đã nhớ đây là người rất nổi tiếng uh, khi mà hạch hỏi gary gansler của SEC ether của vài chứng khoán hay là không người mà các bạn nhìn thấy trên màn hình thì chúng ta thấy được đây là một người mà rất có thiện cảm được crypto và hai người này đã ra mắt cái dự luật đề xuất phân định rõ ràng hơn về thẩm quyền giữa SEC và CFTC trong thị trường crypto này có nghĩa là họ muốn đưa ra luật nói là SEC được quản lý phần nào của crypto và CFTC được quản lý phần nào của crypto và trong dự luật này đó sẽ cấp cho CFTC Đây là cái đơn vị quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai Quyền hạn rõ ràng để quản lý thị trường spot của crypto Có nghĩa là không phải tính theo là đồng nào chứng khoán mà không phải Mà nói là thị trường spot của crypto sẽ được quản lý bởi CFTC Chứ không nói nhiều nữa Dự luật này cũng sẽ cấm SEC ngăn chặn các sàn giao dịch niêm yết các đồng và sẽ yêu cầu SEC sửa đổi các quy tắc của mình để cho phép đại lý môi giới lưu ký tài sản kỹ thuật số. Và chúng ta đã biết đây là một cái dự luật mà SEC muốn thông qua. SEC nói là những sàn giao dịch hiện bây giờ đó thì không có giấy phép hợp pháp để có thể là uh, lưu trữ crypto cho khách hàng. Có nghĩa là nếu như mà các bạn là một người mà tư vấn tài chính đi, các bạn làm việc cho giả sử như là Goldman Sachs, các bạn tư vấn khách hàng các bạn mua Bitcoin nhưng mà làm cái vậy đó sẽ không có hợp quy định đối với scc tại vì uh đối với SEC đó thì Coinbase không phải là cái nơi mà có bằng để mà lưu trữ tài sản cho người tiêu dùng và đối với quan điểm của SEC đó thì chỉ có những ngân hàng mới có giấy phép để lưu trữ tài sản mà thôi thì nói như vậy đó chẳng khác gì là những người mà tư vấn tài chính không thể giới thiệu crypto cho khách hàng của họ các bạn tại vì nếu như giới thiệu rồi đó thì ở đâu lưu trữ mới hợp lý đó với SEC và những người đó là những người mà bàn hoạt động là được cấp bởi SEC và chúng ta còn nói biết bây giờ đó có bao nhiêu ngân hàng cho phép lưu trữ tài sản thuật số đâu không bao nhiêu thôi các bạn, nhất là ở Hoa Kỳ những ngân hàng lớn đó họ chỉ hỗ trợ những doanh nghiệp lưu trữ crypto thôi chứ không hỗ trợ những người à, bình thường, như người thường người các bạn cho nên đây là một quy tắc mà trong dự luật này nếu được thông qua đó thì sẽ yêu cầu SEC phải bỏ cái quy định đó dự luật à, cũng có thể là được định hình lại và sửa đổi trong những tháng tới đương nhiên đây chỉ là một dự luật mà thôi các bạn khi mà qua tay nhiều người thì sẽ có sự thay đổi nhưng mà nó cũng đại diện cho một sự ủng hộ mạnh mẽ từ hai thành viên có sức ảnh hưởng lớn của đảng Cộng Hòa các bạn. Một lần nữa đó chính là dân biểu Patrick McHenry và dân biểu Clan Thompson. Và khi mà chúng ta nói tới giao quyền quản lý cho CFTC đó, có một số người thì có một cái quan điểm nó cũng không đúng đó chính là CFTC đó thì yêu thích crypto hơn và CFTC đó sẽ không có quản lý crypto chặt chẽ thì không phải đâu các bạn Thật ra CTC cũng đã nói nhiều lần rồi Crypto ra cũng có nhiều rủi ro cho nên CTC đã sẽ là một đơn vị mà muốn quản lý crypto Nhưng mà cũng sẽ có những cái quy định rõ ràng hơn về việc quản lý rủi ro liên quan đến là rửa tiền Liên quan đến là lưu trữ tài sản làm sao cho nó an toàn vân vân Có rất nhiều những quy định như vậy Nhưng mà đối với Thuần đó, thì luôn thấy những cái suy nghĩ của CTC nó cũng ngang hàng cỡ như cái luật MICA mà dù được thông qua ở châu mà thôi đương nhiên luật thì không phải ai cũng thích tôi các bạn đã nói là luật rồi thì sẽ có nhiều người cảm thấy khó chịu tại vì trước đây không cần phải đi theo quy tắc bây giờ phải đi theo quy tắc nhưng mà quan trọng hơn đó, không phải là các bạn thích hay là không thích luật mà luật đó có chấp nhận được hay là không và thị trường có thể tiếp tục phát triển hay là không nếu như chấp nhận được và thị trường vẫn tiếp tục phát triển đó, thì đối thuận đây cũng là một cái bước tốt đó các bạn chúng ta hãy xem coi dư lượng này sẽ đi đến đâu rồi chúng ta cũng có một cái thông tin thông tin này đó là đến từ sàn Coinbase sàn Coinbase là họ đã sẵn sàng đưa ra những cái sản phẩm phái sinh cho bạn cho BTC và Ethereum chi tiết hơn đó họ nói là họ sẽ sẵn sàng đưa ra cái sản phẩm này vào ngày 5 tháng 6 và đây là một cái hợp đồng futures nhưng mà chỉ dành cho những tổ chức đầu tư thôi các bạn bạn không dành cho những người bình thường như là thùng và các bạn và vì lý do đó đó một hợp đồng nó cũng cái giá cũng cao các bạn một hợp đồng cho BTC bây giờ là một BTC và một hợp đồng cho Ethereum là 10 Ethereum đây là cái sản phẩm mà Coinbase sẽ ra mắt trong vòng 3 ngày nữa các bạn trong vòng tuần sau Chúng ta còn một vài video nổi bật nữa để Hồng chia sẻ luôn với các bạn Hôm nay sẽ không phải là một cái video quá dài Tại vì hôm nay là cuối tuần Thì đây là một cái thông tin mà sẽ có sự ảnh hưởng liên quan Tới những bạn nào mà đang ở Úc mà sử dụng sàn Binance Chi tiết hơn đó là hiện bây giờ đó Việc gửi và rút đồng Aussie Dollar nghĩa là đồng Úc với các bạn đồng đô la Úc bằng chuyển khoản ngân hàng đó không còn khả dụng đối với người dùng ở Binance tại Úc nghĩa là các bạn không thể gửi và rút giữa Binance và ngân hàng của các bạn tại Úc và Binance cũng đã ngừng tức cả các cặp giao dịch với đồng đô la úc kể từ ngày 1 tháng 6 có nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm qua rồi để có thể rút tiền và giao dịch sau ngày 1 tháng 6 đó thì bạn cần phải chuyển đổi số dư từ đồng đô la úc sang đồng usdt các bạn có nghĩa là các bạn phải qua thêm một bước nữa thì đối với nhiều người đó, cái này cũng làm cho người ta khá là bất tiện từ trước đây có thể là sử dụng Ngân hàng kết nối trực tiếp nhưng mà bây giờ lại phải chuyển qua đồng USDT có nghĩa là phải sử dụng P2P P2P để mà chuyển đổi thì mới có thể sử dụng được và giao dịch P2P thì hiện bây giờ vẫn đang diễn ra bình thường các bạn có sử dụng thẻ tín dụng thẻ nghi nợ để mà mua bán. Tại sao lại có cái hiện tượng này? Tại vì Binance nói là lý do Binance Sri là đã gặp sự cố với ngân hàng Westpac Bank khiến cho họ phải tạm ngưng dịch vụ thanh toán đồng đô la Úc thông qua PID. Và với cái sức ép của chính phủ Úc đó, họ cũng phải xóa một số cặp giao dịch spot với đồng đô la Úc. Và Binance họ nói là họ sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm thêm một ngân hàng mới để mà kết nối và họ cũng chứng an mọi người là an tâm vì tài sản của họ vẫn đang được an toàn tại vì có một cái quỹ gọi là Safu một quỹ bảo hiểm cho người dùng trong các trường hợp xấu thì bây giờ chỉ là một sự bất tiện mà thôi nhưng mà đây cũng là cái thông tin mà tôi muốn gửi đến như mọi nào mà đang sống ở úc mà sử dụng sàn binance rồi chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới ripple các bạn trong vòng 2 ngày qua đó không biết tại sao mà có rất nhiều bài báo như là chúng ta thấy được là bài này ở trên news btc bài này trên bitcoiners nói về cái hiện tượng là có số lượng lớn xrp được unlock bởi công ty Ripple như đây là một cái chuyện đang rất là nóng bỏng các bạn nhưng mà thực tế đó đây là một hiện tượng xảy ra hàng tháng à, Ripple vừa mới unlock 1 tỷ token XRP nhưng mà sau đó họ đã lock cho lại 900 triệu token XRP thì nếu mà nào mà mới tham gia crypto đó hay là không hiểu rõ về cái hoạt động của XRP và Ripple để thuận chia sẻ một số những cái thông tin mà nhiều bạn cũng đã biết rồi Công ty Ripple đó có một hệ thống là khóa đồng XRP và họ đã có hệ thống này đã bắt đầu từ năm 2017 và họ bắt đầu khóa 55 tỷ XRP trong Astro nghĩa là chuỗi ký quỹ đó. Trước đây công ty Ripple được tặng cái số lượng XRP này. Đây là một trong những cái mấu chốt à, trong cái điều kiện của SEC các bạn. Nhiều người nghĩ là công ty Ripple tạo ra đồng XRP cái kiểu như là chúng ta thấy là những cái, dự án bây giờ họ tạo ra một cái đồng sau đó họ bán à, rồi lấy tiền đó để mà kinh doanh thì không phải đó các bạn đồng XRP này đó thực ra được tặng cho Công ty Ripple, không phải là họ tạo ra tự mình mà có một ai đã tạo ở trước đó. thường quên vì do gì rồi sau đó cái số lượng XRP này đã được giao cho Công ty Ripple và Công ty Ripple đã, đã xem được XRP này như là cái đồng chính thức dùng cho cái sản phẩm hệ thống thanh toán toàn cầu của họ và để có tiền kinh doanh thì đương nhiên họ cũng bán đồng XRP này đây là một trong những cái tiền mà họ có được khi mà họ bắt đầu các bạn tại vì hiện bây giờ đó thì công ty Ripple cũng có một số những đối tác và họ cũng kiếm được tiền từ cung cấp dịch vụ nhưng mà trước đây đó những dịch vụ đó hầu như là không ai sử dụng thì tiền đâu mà công ty Ripple có các bạn là tại vì họ bán số lượng XRP này nhưng mà với cái số lượng mà họ có đó họ sẽ không bán hết một lượt mà họ sẽ bán từ từ và họ đã cam kết là cái số lượng XRP này sẽ được lóc lại trong một cái chuỗi ký quỹ và đúng đó là cái số lượng tiền rất là lớn làm cho nhiều người cũng khá lo lắng các bạn tại vì cái số lượng mà họ có trong tay là tới 55% thời điểm đó so với lại cái số lượng mà trên thị trường chỉ có 45% mà thôi thì Ripple đã hứa là mỗi tháng họ sẽ mở khóa 1 tỷ đồng XRP để mà bán Nếu như mà bán không hết á, thì cái số dư sẽ trả về Astro Và như thường vừa chia sẻ đây cũng là một trong những thu nhập chính của công ty Ripple Cho nên chúng ta thấy được là đây là một dự án mà có rất nhiều tiền Họ có cả tỷ đô la bây giờ sử dụng để mà tiếp tục phát triển Trong khi họ đã chi 200 triệu đô la để mà chiến đấu với lại SEC rồi Tính đến bây giờ đó thì họ còn lưu trữ khoảng chừng 42 tỷ token XRP tổng cộng Và họ sẽ tiếp tục unlock mỗi và tiếp tục bán Và các bạn thấy được là cái đợt này Họ không có bán nhiều lắm 1 tỷ token XRP Nhưng mà họ chỉ bán có 10% mà thôi 900 triệu còn lại đã được trả cho về Astro à, Và đương nhiên đây là một cái lòng tin mình thôi các bạn cách đây nhiều năm đó Thì à, đây là một cái thông tin khiến cho nhiều người tranh cãi Nói là XRP quá tập trung công ty Ripple lưu trữ tới 55% của tổng số nguồn cung lợn và họ có thể đâm bất cứ lúc nào. Nhưng mà bao nhiêu năm qua đó thì cho đến thời điểm bây giờ họ vẫn đi theo kế hoạch mà họ đã cam kết trước đây. Đây là cái thông tin liên quan tới XRP và tôi muốn chia sẻ đây các bạn hiểu uh, rõ hơn rồi chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới Dogecoin và Elon Musk các bạn chi tiết hơn đó là Elon Musk à, lại tiếp tục à, có những cái vụ kiện liên quan tới đồng Dogecoin và chi tiết hơn vụ kiện này đó thì à, đây là một vụ kiện tập thể các bạn à, có nghĩa là nhiều người cùng nhau để đơn để mà kiện à, Elon Musk và trong vụ kiện này đó thì nó Elon Musk là một bậc thầy Profit from Chaos có nghĩa là đây là một cái bậc thầy trục lợi từ sự hỗn loạn và trong vụ kiện này đó thì nói là Elon Musk thường hay dùng những chiêu trò giống như là tháng tư mới đây cái logo chính thức của Twitter đã đổi thành logo của Dogecoin và khiến cho giá đã tăng lên 30% trong thời gian ngắn rồi sau đó trong vòng 2 tuần đã trả về giá cũ khiến cho rất nhiều người đã mất tiền các bạn mất tới cả tỷ đô la thì bây giờ đó là họ kiện Elon Musk về việc làm giá thị trường Thật ra Thuận cũng đã đọc nhiều nguồn rồi các bạn Nhưng mà hầu như đó không có bất cứ một cái chi tiết nào liên quan tới có những bằng chứng gì Về việc là Elon Musk thao túng thị trường Đương nhiên đó là một cái mối nghi ngờ các bạn Không phải là Elon Musk à, mỗi lần mà trước khi mà chia sẻ cái thông tin liên quan tới Shiba Inu Hay là liên quan tới Dogecoin Làm bất cứ một cái meme nào đó thì có phải là đã thu mua trước rồi Sau đó giá lên rồi đâm hay là không thì chưa thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào chỉ là những nhà đầu tư thua lỗ rồi à, họ cùng nhau để đơn kiện mà thôi Nhưng mà ngược lại Những nhà đầu tư mà có lời Tại vì khi mà Elon Musk uh, Thay đổi cái logo của Twitter Thành Dogecoin đó Thì không thấy đâu các bạn <laughs> Thôi nghĩ điều kiện này Cũng không đi đến đâu đâu Chúng ta khi nào mà có Thì mình tình thần chia sẻ với các bạn rồi chúng ta cũng có một cái thông tin uh, kế tiếp đó chính là công ty Nike các bạn. Công ty Nike đó họ nói là họ cũng đã có một cái đối tác với lại EA Sports Games. Thì uh, EA Sports là gì các bạn? Nike các bạn đã biết rồi. EA Sports là Electronic Arts. Đây là một chuyên công ty mà họ làm rất nhiều game và trong đó họ làm những cái game uh, liên quan thể thao các bạn như là FIFA hay là Madden NFL. Thì cái thông tin chi tiết được chia sẻ trên trang Nike.com đó thì uh, không có nhiều tài liệu của bạn nói chung đó chúng ta vẫn chưa rõ là hai công ty này hợp tác đó sẽ có những gì trong đó họ chỉ nói là Nike và EA Sports này đã muốn cùng nhau để mà tạo ra một cái trải nghiệm chơi game nó thực tế hơn có phải đây là metaverse thực tế ảo có liên quan tới lại NFT hay không chúng ta không rõ cho chỉ biết là Nike là một trong những công ty mà cùng phát hành NFT các bạn trong đó chúng ta đã có cái uh, bộ sưu tập sneaker đó cái dạng sneaker uh, đã có thể kiếm được hơn một triệu đô la cho Nike khi mà họ bán à, những cái NFT và dựa theo tài liệu từ Polyscan đó, thì chúng ta đã có tổng cộng là 97.627 Our Force 1 hộp đã được bán trong thi tổng cộng chỉ có 106.453 mà thôi. Thì đây là cái tài liệu liên quan tới hour Force 1 box bản thân thầu thì không phải là một người mà chuyên về NFT hay là không phải là một người mà thích chơi game đâu à, nhưng mà cái thông tin này đó khiến cho nhiều người cũng có cái sự hào hứng tại vì chúng ta biết là EA Sports thì đây là một cái công ty lớn họ làm game họ vẫn chưa có bất cứ một cái thông tin chi tiết gì liên quan tới là họ sẽ phát hành metaverse hay là game sử dụng NFT vân vân nhưng mà chúng ta biết là Nike đã có thử nghiệm NFT rồi thì có phải là họ muốn đưa NFT vào trong game của EA Sports hay là không đó chính là điều mà chúng ta hy vọng sẽ biết sớm. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuần muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuần hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.